Kèm nghe tiếng con ngỗng kìa. Thấy không? Có tiếng. Ngỗng kìa, ngỗng kìa. Ngỗng kìa. Ôm nó. Ngỗng nó bự dữ luôn. Trời ơi. Ôm nó nó khóc. Ôm nó nó. Còn nữa không? Có một trứng quỳnh trắng phải không? Nè. Bự không? Bự luôn. Bự lớn quả này. À là được mấy quả? Quả. Hai quả. Hả? Kìa kìa bên kia kìa. Bên kia mẹ thấy có chuồng vịt kìa. Đi qua bên kia coi có nó có đẻ không? Đi đi đi. Đi đi đi. Con bỏ để con ngỗng ở đây. Ôm nó theo luôn, ôm nó hồi bỏ qua chung cái chuồng vịt cho nó chơi với con vịt coi. Rồi thả nó cho nó chơi đi. Ờ con đi đừng có trên sình nha. Ôi con bầy vịt luôn kìa. À, có bao quả trứng nè. Rồi một ổ luôn rồi. Một ổ luôn. Một ổ luôn rồi bé sống rồi. Đấy, đấy. Nguy hiểm chưa? Ừ. Quá wow. Được, được 5 trứng. 5 trứng luôn, vịt ngoại đẻ quá trời. Trứng tỷ rồi. Nó chạy dữ vậy. Mấy quả đâu? Ở đây lên đây giờ lên coi, giờ hai trứng lên coi nè. À, bự quá nhiều quá. Hai trứng em hả? Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 rồi đi kiếm nó coi. Rồi kiếm nó coi, đi vòng vòng kiếm nó coi rồi hồi về rửa coi. Rồi kiếm nữa còn không? Anh nằm dưới lên sao không ơi. Ờ có thùng nước đây nè, coi có không? Coi nó có đỏ trong này không? À có luôn. À nữa. Còn không? Đổ hết nước ra cây còn không? Thôi nước ở ngoài để ngoài cho nó uống cái gì. Khỏi đổ coi. Hết rồi. Rồi là được mấy quả? Hai quả. Còn có hai quả trong nước. Ừ. 1 2 4 6 8 10 10 quả luôn rồi hả? Dạ. 10 quả. 10 trứng. Rồi, bưng vô khoe ngoài đi, bưng vô khoe ngoài đi. Ông ngoại ơi, con 10 trứng vịt nha. Nè. Dạ. Ngoại ơi. Để qua nhiều chứ. 10 trứng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trứng. 10 trứng. Máu luôn rồi. Cái chân con vịt, coi cái chân con vịt nó bị đau, nó bị thấy nó bị chảy máu. Nè, cái giỏ đây nè. Bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.